Và trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng biên tập viên Mỹ Phượng ghé thăm một quán ăn đậm hương vị dân dã của quê hương Quảng Nam. Và đặc biệt hơn nữa, khi quán ăn này là do hai người phụ nữ vốn là xui gia với nhau, cùng ở chung một nhà và mở chung một quán. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn sáng nhưng không phải Đà Nẵng mà ở một địa điểm gần với Đà Nẵng, đó chính là Hội An. Trên tuyến đường quý vị đi từ Đà Nẵng vào thì chúng ta sẽ đi ngang qua biển An Bàng này để đến biển Cửa Đại. Và giữa hai cái bãi biển nổi tiếng này thì có một cái quán ăn dù nhỏ thôi nhưng rất nổi tiếng với cộng đồng địa phương bởi vì nó mang hương vị truyền thống, đặc biệt nó gợi nhớ về tuổi thơ của rất nhiều người, trong đó có bố mẹ của Mỹ Phượng cũng như có chính bản thân Mỹ Phượng nữa. Và đó chính là quán mì Quảng Hai Bà Già. Nào, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé. Hai bà là sư gia, bà nợ tay nó cũng một đứa, bà ghế cũng một đứa. Là hai bà cách nghĩa sư gia là coi như là ở hầu môn trời luôn. Hai sư gia là ở trong hầu 30 năm trời, hầu mới cư, con ghế mới gõ cả chồng. Xa khi là có chá, rồi trừ có chá cố nữa. Thì bà mua lồn đó lồn, bà nó chiều là bà vô lĩa. Bà sợ gian thịt, ăn gian vào. Bà mới vô bỏ lẫn trì rồi. Thành bà vô cái thịt chiếu nó cho bỏ. Còn khuya là bao giờ là bà dậy bà nấu nhân. Nhân riêng tư là do bà. Còn bỏ là chủ yếu cái xíu thịt rồi buổi chiều. Hảo bón nè. Hảo náo rang cũng được. Mà bà hành tây, thơm, thịt. Là thịt cha mua một bữa ăn kỹ. Tâm mốc ngon chỉ về não hơi thứ, thứ nước tròn, thứ nước nhân, hành tai thơm, quà là bò không náo, thơm, và sợi chua, cá thơm rồi là không nấu quà nữa. Có người họ nó tay lùm chân quà rồi nó tanh, không tám lùm lùm cho đồn quồn, lùm chỉ thịt muốn bổ đổn ra mà họ ăn ngon hả? Ơn ơi ơn ngày mình tao, mình bốn mình quấn ra là muốn trời là bốn đét à. Bốn bữa hầu nó là chưa cắt cái nhòi này là bốn bóng 50 cái như này rồi. Trừ đó là nó trong bữa này mở rồi lại nghỉ ở bên Nam này, bữa này mở rồi lại là bốn bữa là 30 cái. Bắt đầu xá giờ là dọn ra trời đó, dọn ra là lót đốt, sở mì, sở đồ, rửa ra rồi xá giờ. Bắt đầu xá giờ hơn xá giờ cái là bắt đầu vô bốn rồi. Trời không có cái chi mới, người trước đang ăn trước rồi. Không có cái chi cho loại, trời ơi cũng yêu cho cái vị biết cái thứ gì là cho họ đó mà về luôn không được, lấy cái mặt nổi để cái nuốt thiệt với bọn con là cái lời là ít cháu bón số nhiều kìa, cái mà nó bữa nay bón chọc kể là bao vậy. Thưa quý vị, ở mì Quảng Hai Bà Già thì giá cả rất là bình dân luôn. Bình thường một tô mì quý vị vào đây có thể gọi là 12-15 nghìn. Thường mọi người sẽ ăn như vậy, nhưng mà có những người chỉ quay chỉ ăn 10 nghìn thôi thì vẫn có. Và đây là tô mì kiểu truyền thống của người dân Quảng Nam Đà Nẵng xưa, sẽ bao gồm có thịt nhưng mà phải là thịt xíu, có một chút mỡ thì nó mới ngon. Tôm thì được rim rất là ngọt và kèm với đó là có trứng. Bên cạnh đó thì ở Hội An nên sẽ không thiếu được rau trà quế ạ. Trong xuyên suốt cả buổi sáng ngày hôm nay thì có rất đông người dân ở khu vực Cẩm An của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam về đây để ăn mì. Đôi khi có những cái điều nhỏ nhỏ, ví dụ như là mì ở đây là hai bà có thể phục vụ cho mọi người được, vẫn có người phục vụ nhưng mà mọi người vẫn thích cái kiểu phục vụ là rất là dân dã, bình dân, thân thương. Nên đôi khi là tự tới múc mì luôn, tự tới bưng mì luôn, hoặc là tự tới hết rau thì tự tới lấy rau luôn. Khi mà du khách đến với Quảng Nam Đà Nẵng thì có thể là ăn những cái tô mì khác nhau, mì cá, mì gà, mì bò vân vân, nhưng mà cái vị đã thay đổi khá là nhiều rồi để phù hợp hơn với thị hiếu của người tiêu dùng cũng như là những thực khách. Tuy nhiên, cái vị ở đây thì nó lại thuần hơn chất Quảng Nam, nghĩa là nó khá là ngọt. Với những ai không quen ăn ngọt thì cảm thấy là mì này ôi nó ngọt quá, nhưng mà với những người đã sống, đã có một tuổi thơ ở đất Quảng Nam Đà Nẵng thì cái vị này mới là cái vị chính hống và nguyên bản nhất. Và nếu như quý vị có dịp đến với Hội An thì hãy ghé mì Quảng Hai Bà Già đường Lạc Long Quân. Nó sẽ nằm ở giữa khu vực biển An Bàng và biển Cửa Đại. Đây là một địa chỉ mà quý vị có thể trải nghiệm cái cảm giác của một vị thực khách địa phương ạ.